Tôi quý cha quý sư quý thầy, tôi rất là vui mừng hôm nay được gặp gỡ anh chị em trong ngôi đền thánh này, là nơi gặp gỡ rất có ý nghĩa, bởi vì đây là trung tâm hành hương của giáo phận, là nơi kính thánh Phêrô lên tùy linh mục chỉ đạo, là nơi mà có rất nhiều người đến hành hương và nhận được những ơn phần cầu của phần xác. Chính vì thế chúng ta quy tụ nơi đây cũng là một địa điểm, một nơi có ý nghĩa để mời gọi chúng ta suy tư về đời sống chúng ta ở hoàn cảnh cụ thể, ở cuộc sống cụ thể của mỗi người chúng ta trong xã hội hiện nay. Chính vì thế mà chúng ta dành thời gian buổi sáng hôm nay vừa dâng thánh lễ cầu nguyện, đồng thời cũng chia sẻ về trong năm nay. Mỗi tháng như chúng ta biết, mỗi tháng chúng ta dành riêng cho một giới khác nhau để chúng ta nói về đề tài thiên thánh. Đương nhiên có một câu khẳng định phải nói đi nói lại, đó là đền thánh là lời mời gọi gửi đến, được gửi đến cho tất cả mọi người không trừ ai. Tháng 2 này được ghi dấu ấn bằng ngày lễ 2 tháng 2, lễ mẹ dân Chúa trong điện thờ. Cũng như mọi tháng, tôi có gửi đến, tôi có đăng trên mạng một video clip trình độ 5 phút và một bài viết. Trong bài viết, tôi có đề cập đến mấy vấn đề để trước hết là xin chia sẻ với anh chị em. Đương nhiên những gì tôi nói không phải là điều mới mẻ, nhưng mà là điều mà chúng ta cũng đã biết, đã học, đã suy tư, đã cầu nguyện và đã chia sẻ cho người khác. Tuy vậy, những điều ấy cũng cần phải được nhắc đi nhắc lại trong đời tu của chúng ta. Trong bài viết tôi đăng trên mạng dành cho tháng 2, tức là tháng mời gọi lên thánh đối với tu sĩ nam nữ, tôi có nhắc tới hơn 30 đơn vị tu trì trên địa bàn tổng giáo phận Hà Nội, gồm có các dòng tu, có các tu đoàn và có các tu hội. Tổng số các tu sĩ và khoảng gần 1.000 tu sĩ đang hiện diện và đang làm việc trên địa bàn tổng giáo phận Hà Nội ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ở lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực y tế, lĩnh vực bác gái, lĩnh vực truyền giáo và lĩnh vực phục vụ. Tất cả những hoạt động, những việc làm của các tu sĩ nam nữ, dù là dòng chiêm niệm hay là dòng tu hoạt động, thì đều đang diễn tả sức sống của tổng giáo phận chúng ta. Chính vì thế mà gần 1.000 tu sĩ nam nữ, nếu mà chúng ta sống đúng ơn gọi, linh đạo và đặc sự của mình, thì chúng ta sẽ làm cho sức sống của tổng giáo phận của chúng ta rất là mạnh mẽ. Nói đến tu sĩ, tôi phải thú nhận trước, tôi là một người ngoại đạo, tôi không phải là tu sĩ, cho nên là nếu tôi nói những gì có liên quan đến tu sĩ mà nghe ra có vẻ ngây ngô thì quý cha và quý thầy cũng thông cảm. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng gần 1.000 tu sĩ, trong địa phận của chúng ta có cả dòng chiêm niệm, đó là dòng Việt Đức và Hòa Bình ở xứ Đồng Giác, có dòng chiêm niệm các cha các thầy Việt Đức. Thế thì 1.000 tu sĩ, gần 1.000 tu sĩ trên địa bàn tổng giáo phận Hà Nội, nếu mà chúng ta sống đúng, xin được nhắc lại, sống đúng linh đạo, sống đúng đặc sự và sống đúng ơn gọi của mình, chúng ta sẽ làm nên một sức sống kỳ diệu nơi mảnh đất thân thương của chúng ta. Chính vì vậy mà trong cái bài viết được đăng trên mạng từ hôm qua, tôi cũng nói đến giáo huấn của giáo hội về dòng tu ơn gọi đời sống thánh hiến. Tôi nói đến giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai về đời sống thánh hiến, để giúp cho chúng ta thấy cái nền tảng đời sống thánh hiến của mình dựa trên lời Chúa, đồng thời được nuôi dưỡng bởi sự định hướng của giáo hội qua các vị giáo hoàng và qua cộng đồng. Đồng thời qua cái bài viết ấy, tôi cũng muốn nêu lên một cái cụ thể chúng ta nên thánh như thế nào.
nên thánh là sống ba đời cùng phúc âm, nên xa thánh là sống đời sống chứng tá của mình qua lời cầu nguyện, qua những hoạt động tông đồ và qua việc sống linh đạo đặc sự của dòng mình hay của tu hội mình. Và phần cuối cùng của bài viết, tôi có nêu lên ba ký ức kỳ vọng, ba kỳ vọng của Đức Thánh Cha Francisco trong công huấn gửi cho những người sống đời sống thánh hiến nhân năm đời sống thánh hiến từ năm 2014 đến năm 2016 như chúng ta đã biết. Vậy ba cái ước vọng, ba cái kỳ vọng, ba cái mong đợi của Đức Thánh Cha đương nhiên cũng là ba cái mong đợi của cả giáo hội nơi các tu sĩ nam nữ. Thứ nhất, Đức Giáo Hoàng nói ở đâu có tu sĩ là đó có niềm vui. Thứ hai, Đức Giáo Hoàng nói ước mong các tu sĩ sẽ đánh thức thế giới. Và thứ ba, ước mong các tu sĩ sẽ là những chuyên viên của hiện thân. Đấy là nội dung của bài viết mà tôi đã gửi lên trên mạng. Và hy vọng là quý cha, quý thầy, quý sư có dịp đọc qua để chúng ta cùng suy tư và chúng ta được nâng đỡ trong đời sống tu trì. Đồng thời chúng ta cũng tái nhận ra, tái khẳng định định hướng hay cái đường đi của chúng ta. Vậy điều thứ nhất nơi Đức Thánh Cha kỳ vọng nơi chúng ta đó là ở đâu có tu sĩ ở đó có niềm vui. Chúng ta biết là Đức Giáo Hoàng Francisco ở trong giáo huấn của người thì một trong những điểm nhấn quan trọng đó là niềm vui. Niềm vui được trải dài suốt bề dày lịch sử Ấn Độ. Niềm vui được diễn tả trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Niềm vui là một đặc tính của lời hứa thiên sa, và niềm vui là một sứ mạng của giáo hội. Niềm vui là bổn phận loan báo của mỗi người Kitô hữu. Chúng ta đã có nhiều lần đề cập tới điều đó. Cho nên mặc dù đời tu của chúng ta còn nhiều điều phải lo toan, nhưng Đức Thánh Cha mong muốn chúng ta không đánh mất cái niềm vui ấy. Ở đâu có tu sĩ là có niềm vui. Chúng ta thấy một cái câu đơn giản nhưng mà diễn tả một cái vẻ đẹp của đời tu rất là tuyệt vời. Thứ hai nữa, Đức Giáo Hoàng mà kỳ vọng nơi chúng ta là các tu sĩ là những người đánh thức thế giới. Khi nói đánh thức thế giới có nghĩa là một thế giới được diễn tả như đang mê muội, một thế giới như giống như người ta đang mê ngủ qua các cái đam mê, qua sự dửng dưng, qua sự vô cảm, qua những qua sự lãng quên đối với Thiên Chúa và lãng quên những giá trị sống, những giá trị thiêng liêng, những giá trị vĩnh cửu của cuộc sống con người. Giữa cái cơn mê và giữa sự lầm lạc ấy thì mỗi tu sĩ là những người đánh thức thế giới. Nếu chúng ta suy tư đến vấn đề này, thưa quý cha và thưa quý sư quý thầy, chúng ta sẽ cảm thấy vinh dự bởi vì mình đánh thức thế giới để giúp cho họ nhận ra đâu là con đường của chân lý. Mình đánh thức thế giới giúp họ nhận ra Thiên Chúa, giúp họ nhận ra những giá trị đích thực, giúp họ nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, giúp họ nhận ra những người xung quanh là anh chị em của mình và giúp họ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày. Đấy là điều rất là đẹp. Và điều thứ ba, Đức Giáo Hoàng kỳ vọng nơi chúng ta đó là mỗi người tu sĩ hay là chuyên viên của tình hiệp thông. Trước hết là nói đến tình hiệp thông giữa chính cộng đoàn của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không có tình hiệp thông nơi cộng đoàn thì làm sao chúng ta nói đến tình hiệp thông ở mức độ hơn và đến nhiều lãnh vực khác nhau trong cuộc sống và trong xã hội cũng như trong giáo hội. Đấy là cái điều thứ nhất tôi muốn thưa với anh chị em về cái bài viết tôi mới đưa lên mạng dành cho tháng 2 này, là tháng dành cho tu sĩ nam nữ trong cái tiến trình và mở rộng đường thánh. Điều thứ hai xin thưa với anh chị em để nói chuyện với sĩ hôm nay, tôi lần sở lại những tài liệu của giáo hội và tôi có đọc cái công văn đọc
ta biết là năm 1994, trường Hội đồng Giám mục Thế giới đã được tổ chức với đề tài là đời sống thánh hiến. Và năm 1996, tức là 2 năm sau, vào ngày 25 tháng 3, tức là ngày lễ chuyển tin, Đức Thánh Gioan Paulo II giáo hoàng đã công bố tông huấn với tựa đề Vita Consecrata, tức là đời sống thánh hiến. Mà tôi thấy nội dung của tông huấn này tuyệt vời, được nhiều Đức Thánh Cha cũng biết thì tuyệt vời rồi, nhưng mà chúng ta nếu có thời gian nên đọc lại, nghiên cứu lại thì thấy nó rất là cụ thể và rất là có ý nghĩa đối với cuộc sống của chúng ta. Chính vì thế mà hôm nay khi mà thu chuyện với anh chị em, tôi xin được trích dẫn một hai cái ý tưởng trong tông huấn này thôi, vì đây là một cái tông huấn rất là phong phú và chứa đựng giáo huấn cao siêu, cũng như là một giáo huấn khá đầy đủ về đời sống tu trì, đời sống thánh hiến. Chỉ xin lấy ra một hai ý tưởng để chúng ta cùng suy tư, bởi vì chắc chắn cũng có quý cha quý thầy cũng đã đọc tông huấn này, hoặc là có nhiều dòng tu đã coi như tông huấn này giống như kim chỉ nam của đời sống tu trì của mình. Đức Thánh Cha diễn tả ba khía cạnh của đời sống tu trì. Thứ nhất là hướng thượng, thứ hai là hướng nội, thứ ba là hướng ngoại. Ba cái khía cạnh. Mà nếu anh chị em chúng ta tu sĩ mà để ý thời gian để suy tư mấy cái điều đó, chúng ta thấy đời sống tu trì rất phong phú. Và giữa một cái thế giới hỗn độn, bon chen tính toán, chúng ta tìm được sự thanh thản nếu chúng ta xác định được ba cái hướng này: hướng nội, hướng thượng, hướng nội và hướng ngoại. Ai trong chúng ta cũng biết hướng thượng. Trước hết, hướng thượng là chúng ta trở về với cái nguồn mạch của mình, là Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Ba Ngôi là một sống phong phú, sung mãn và đầy đủ. Chính Chúa Ba Ngôi là khởi nguồn của đời sống đức tin, đồng thời cũng là đích điểm, tức là kết thúc. Cho nên chúng ta được lời tội nhân danh Chúa, chúng ta nghe lời Chúa nhân danh Chúa, và chúng ta hành động nhân danh Chúa. Vì thế mà một cái câu cầu nguyện dấu thánh giá rất đơn giản mà chúng ta ít khi để ý tới: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta được lời cầu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, tức là chúng ta được tái sinh, là Kitô hữu, là con người mới, là con người mặc lấy Kitô phục sinh, không phải là mang danh của một chiếc thiết, không phải là một hệ thống xã hội, không phải là một vĩ nhân nào đó, không phải là một nền văn hóa nào đó, không phải là dòng họ nào đó, nhưng mà chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi. Vì thế mà có thể nói Chúa Ba Ngôi là khởi điểm cho hành trình đức tin và khởi điểm cho đời sống mới được tái sinh trong Đức Giêsu. Vì vậy mà đời sống thánh hiến của chúng ta đương nhiên là cuộc sống nào là linh mục, triều hay là giáo dân, thì đều có một cái cương vị, có một tầm quan trọng, có một giá trị của mình. Nhưng mà đây tông huấn nói đến cái điều này thì tôi thấy nên đọc được cho anh chị em suy tư rất là hay. Nếu thiếu đời tận hiến thì hội thánh sẽ chỉ là hình hài thoi thóp, bởi vì sẽ chỉ là một tổ chức xã hội như bao tổ chức nhân loại khác, khi không còn được trang điểm bởi các nhân đức thánh thiện nữa. Chỉ vì đời sống tận hiến làm hiển hiện nếp sống cụ thể của Đức Kitô trong hội thánh. Nói như thế không có nghĩa là hạ giá các giáo sĩ hay các giáo dân. Mỗi bậc sống có một sứ mạng riêng và cần được bổ túc cho nhau trong việc kiến tạo giáo hội, các giáo sĩ bằng việc giảng lời Chúa, cử hành bí tích, điều hành cộng đoàn, các giáo dân bằng việc đem lại các giá trị phúc âm vào thực tại trần thế, các phần tử đời tận hiến bằng chính đời sống thánh thiện. Ở đây chúng ta thấy linh mục triều có vai trò của linh mục triều, tu sĩ có vai trò của tu sĩ và giáo dân có vai trò của giáo dân. Mặc dù khi chúng ta nêu cao đời sống thánh hiến
không có nghĩa là chúng ta khinh thường đời sống giáo sĩ triều hay là đời sống của người giáo dân, nhưng mà như trong một vườn hoa, mỗi một đóa hoa có một hương sắc khác nhau riêng biệt, và có thể những đóa hoa ấy diễn tả sự phong phú hương sắc khác nhau, diễn tả sự phong phú trong vườn hoa ấy. Chính vì thế mà chúng ta khi chúng ta ý thức được cái đời sống tu sinh của mình thì chúng ta sẽ thấy làm cho sức sống của giáo hội phong phú. Ở đây tổng vẫn nói nếu không có đời sống thánh hiến, tổ giáo hội của chúng ta sẽ trở thành một tổ chức xã hội, một tổ chức văn hóa, một tổ chức thần túy mang tính ngoài đời. Chúng ta thấy cái vị trí vai trò của chúng ta quan trọng như thế. Ở đây trở về với vấn đề mà chúng ta nói về ứng thượng, Chúa Ba Ngôi là khởi điểm đời sống mới của chúng ta trong Chúa Kitô. Chúa Ba Ngôi là khởi điểm hành trình đức tin, và nhân danh Chúa Ba Ngôi chúng ta sống, chúng ta hành động, chúng ta cầu nguyện, chúng ta suy nghĩ, và chúng ta đang đạt tới một cái đích điểm. Cho nên hạnh phúc thiên đàng là gì nếu không phải là một chiêm ngưỡng chủ đạo? Cho nên nếu chúng ta nói đến khởi điểm và chúng ta nói đến cái đích điểm, thế thì đời sống sự thánh hiến đang cái khía cạnh hướng thượng ấy, là hướng về Chúa Ba Ngôi, và đồng thời mình xác định được một cái đích điểm của mình là nên thánh, nên giống Chúa Giêsu, và được sống trong tình yêu tròn vẹn tràn đầy của Ba Ngôi Thiên Chúa ngay khi chúng ta đang sống và đời. Như chính Chúa Giêsu đã nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người. Vì thế thì ngay ở đời này chúng ta đã được sống nếm hưởng cái hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Đó là khía cạnh hướng thượng của đời sống tu sĩ. Cái khía cạnh thứ hai là hướng nội, hướng thượng, hướng nội. Hướng nội thì ai trong chúng ta cũng biết, đời sống nội tâm cầu nguyện với Chúa và đời sống thiêng liêng mỗi người tình yêu chúng ta. Tông Văn cũng nói một tu sĩ mà không có đời sống thiêng liêng thì không thể nào mà sinh ra những hiệu quả trong sứ vụ chúng ta. Vì thế mà đời sống thiêng liêng như là hơi thở của mỗi người chúng ta. Nói đến đời sống thiêng liêng thì chúng ta nói đến biết bao nhiêu cái hình ảnh được các nhà tu đức đã diễn tả, giống như là một thân thể mà không có một đời sống của chúng ta không có lời cầu nguyện thì giống như thân thể không có hơi thở, giống như bông hoa không có mặt trời, giống như suối mà không có nước, giống như cây mà không có rễ, bởi vì đời sống thiêng liêng làm nên cốt lõi của đời tu gắn bó của chúng ta với Chúa. Nếu đời sống thánh hiến là gì, mục đích là gì, là nên giống Chúa Kitô, thì đời sống thiêng liêng làm nên cái sự giống ấy, sự đồng hình đồng dạng ấy giữa tâm hồn những người yêu mến Chúa với chính Chúa Giêsu, và làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Vì thế mà cái khía cạnh thứ hai là khía cạnh hướng nội. Thánh Gioan Paulo II cũng đề cập diễn giải rất là chi tiết trong các hình thức sống đời sống thánh hiến khác nhau, từ đời sống tu chiêm niệm cho đến tu dòng, cho đến các tu đoàn, các hội đoàn tông đồ, các tu hội, tất cả đều mỗi một hình thức, mỗi một lối sống thì có thể có mang cái hình thức khác nhau, nhưng mà không thể nói rằng đời tu chiêm niệm, dòng chiêm niệm thì đời sống thiêng liêng sâu sắc hơn, hay là gần Chúa hơn, hay là đời cầu nguyện của họ có giá trị hơn. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người đang sống đời sống thiêng liêng, mặc dù là khác nhau về ơn gọi về linh đạo, nhưng mà mục đích của chúng ta thì giống nhau. Cho nên trong cuộc sống cộng đoàn, trong khi thi hành sứ vụ, trong khi trải qua những khó khăn, trong khi vận động là chăm bề, là chúng ta đừng quên cái khía cạnh thứ hai, đó là khía cạnh hướng nội. Nếu mà chúng ta có đời sống nội tâm sâu xa thì chúng ta sẽ vượt lên những gì, những cám dỗ, những khó khăn, những mâu thuẫn, và chúng ta cảm thấy con người mình nó quảng đại hơn, nó quảng đại hơn, và nó
rộng lượng hơn khi mà trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn những điều nó làm cho con người ta trở nên thấp hèn và ti tiện trong mối tương quan giữa con người và mọi thành viên trong một cộng đoàn tu tập. Cái hướng thứ ba thì cái khía cạnh thứ ba đó là hướng ngoài. Chúng ta nghĩ đã thấy là nên hướng đến biết hai nên chuyển giáo, phục vụ và làm công việc phục vụ mà chúng ta vẫn đang thực hiện. Vì thế mà đời sống tu phải bảo đảm đúng ba cái chiều kích ấy, ba cái chiều kích ấy. Một là hướng thượng, hướng về Thiên Chúa, đích điểm của sự sự của đời sống thánh thiện. Là ba ngôi Thiên Chúa nên giống Chúa Giêsu và được tham dự vào cái tình yêu, sức sống, nội tâm, nội tại nơi Thiên Chúa và cái khía cạnh hướng thượng, hướng nội giúp cho chúng ta gắn bó với Chúa để chúng ta kết hợp với người trong lời cầu nguyện, trong những hy sinh và trong những cố gắng để trưởng thành trong đời sống nội tâm gắn bó với Chúa, gặp gỡ Chúa, tiếp nhận sự sống từ nơi Chúa, và sau đó chúng ta có thể hướng ngoài, tức là chúng ta hướng đến với hai nhân qua những việc chúng ta làm hàng ngày nhằm mục đích là để loan báo tin mừng, cũng như diễn tả hình ảnh của Chúa, diễn tả hình ảnh của giáo hội và làm cho cái hình ảnh giáo hội phong phú nhờ đời sống, chính đời sống của chúng ta. Vì thế mà Tông Huấn cũng nói đến đối với những người sống đời sống thánh hiến, đối với tu sĩ nam nữ, truyền giáo không phải là một cái gì xa xôi hay là lớn lao hay là to tát hay là ở Mỹ, nhưng mà truyền giáo đúng nghĩa tức là sống đúng ba lời tuyên của ông mình thì đã là một cái nỗ lực cố gắng để truyền giáo rất là lớn. Đấy là ba cái khía cạnh của đời sống thánh hiến. Tôi xin được nhắc lại: một là hướng thượng, hai là hướng nội và ba là hướng ngoại. Mỗi người chúng ta cũng lưu ý để củng cố đời sống đức tin nơi chính bản thân của mình. Và tôi cũng xin thêm một chi tiết nữa, đó là ba cái khuynh hướng của chúng ta trong cái mối tương quan. Chúng ta vừa nói tới hướng nội, gắn bó với Thiên Chúa, xét trong tương quan với Thiên Chúa, sự thánh hiến là một lộc ân phát xuất từ tình yêu của Chúa. Ngài kêu gọi con người tiến lên trên con đường chọn lành qua việc đi theo Đức Kitô. Ơn gọi bao hàm sự tuyển chọn và thánh hiến, và khi đã nhận ra ơn tiếng gọi đó thì con người muốn đáp lại bằng việc dâng hiến toàn thân cho tình yêu. Xét trong mối tương quan với Chúa Đức Kitô thì tu sĩ muốn hoàn toàn nếp sống của Ngài, nếp sống hoàn toàn phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế cho nên nếu chúng ta nói ơn gọi của người Kitô hữu qua uy tín người tội, căn tính của người Kitô hữu qua uy tín người tội là nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Thì chúng ta là những người sống đời sống thánh hiến thì chúng ta nên giống Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu trong cái sự hiến toàn thân cho Thiên Chúa Cha và cho cái sự phục vụ đối với hai nhân. Như chính Chúa nói, con người đến thế gian không phải để cho người ta phục vụ, nhưng mà để phục vụ và hiến mạng sống mình làm ra vũ trụ nghiệp. Thưa anh chị em, nếu chúng ta nhìn những cấp độ khác nhau, chúng ta sẽ thấy cái nền tảng đời sống Kitô hữu của chúng ta là vị tín lực tổ. Nền tảng đời sống Kitô hữu là vị tín lực tổ. Chúng tôi là giám mục, linh mục chiều, linh mục dòng, tu sĩ nam nữ và những người giáo dân có một cái mẫu số chung giống nhau là vị tín lực tổ. Nhưng mà chúng ta sống ơn gọi của vị tín lực tổ ở nhiều mức độ khác nhau do chúng ta tự do và tình nguyện lựa chọn. Tự do và tình nguyện lựa chọn. Nhưng mà cái nền tảng chung đó là nền sống Đức Giêsu Kitô. Anh Phaolô nói trong thư thánh Roma, bí tích rửa tội làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Đó là cái nền sống chung, đó là cái nền tảng chung. Cái đó là cái ai cũng phải làm, ai cũng phải làm mà không.
Nhưng mà công sĩ chúng ta thì đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu trong mối tương quan với Chúa Cha và trong sự hiến thân để phục vụ anh chị em. Và đối với chúng tôi là linh mục, nhờ bí tích truyền chính này, thì linh mục cộng đồng Vatican thứ hai đã khẳng định, đã nhắc lại nhiều lần, đó là linh mục là người được trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô tương tế, đến nỗi có thể hành xử với tư cách là đạo. À, chúng ta thấy đó là những bậc khác nhau một chút, nhưng mà nó có cái nền giống nhau, chứ có một cái chữ giống nhau, đó là đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Người giáo dân chỉ đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô xong thôi. Người tu sĩ đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô trong mối tương quan với Chúa Cha và trong sự dẫn thân của anh chị. Và linh mục nhờ bí tích truyền chính thánh nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu tư tế. Đức Giêsu được nhìn dưới khía cạnh là tư tế, là linh mục, và đồng thời đến nỗi có thể hành xử hành động với tư cách là đạo, tức là y như Đức Giêsu in persona Christi đã cử hành bí tích, các bí tích với tư cách là Chúa Giêsu, y như là hiện thân của chính Chúa Giêsu vậy. Vì thế cho nên chúng ta thấy cái ơn gọi của chúng ta là xin nhắc lại đồng hình, đồng dạng với Chúa Giêsu là cái nền tảng, là cái mẫu số chung của chúng ta. Đấy. Tôi vừa thưa vấn đề thứ nhất là cái bài viết gửi lên mạng như một bài gợi ý để chúng ta suy tư. Cái thứ hai là một định hướng cho chúng ta hướng thượng, hướng nội và hướng ngoại. Đó là ba cái hướng mà mỗi người tu sĩ của chúng ta phải sống, xây dựng để tạo nên một cái mối tương quan. Một cái điều nữa mà công vấn này nói đến các khía cạnh của đời thánh hiến. À, đây tôi dựa vào cái công vấn của Thánh Gioan Paulo đại giáo hoàng. Xin nhắc lại đây là công vấn là Vita Consecrata, tức là đời sống thánh hiến, được công bố ngày 25 tháng 3 lễ truyền tin năm 1996. Cái này là nội dung rất là thiết thực và rất là phong phú, đương nhiên rất là cụ thể đối với tu sĩ của chúng ta. Vậy vượt qua là 6 cái khía cạnh của đời lễ tu, chúng ta nói hôm nay là lễ tu. Đối với xã hội hôm nay, đối với một cuộc sống đầy bon chen tính toán hôm nay, đối với một cuộc sống mà người ta lấy định nghĩa vật chất là tiêu chuẩn cho mọi xét đoán hay là mọi định hướng hay là mọi ứng xử của cuộc đời, thì chúng ta là đời tu, chúng ta hiện diện trong xã hội hôm nay nói lên cái gì, nói lên cái gì? Thế thì ở đây có 6 cái khía cạnh mà tông vẫn muốn nói tới. Tông cái khía cạnh thứ nhất là Kitô, hướng về Chúa Kitô. Điều này chúng tôi cũng vừa nhắc tới là trong cái khuynh hướng thượng của tu sĩ. Thì trở về với cái định nghĩa mà Thánh Phaolô đã nói về căn tính của người giáo dân, người tín hữu, chúng ta hết rồi là tín hữu, mà tín hữu là giáo sĩ, tín hữu là tu sĩ, và tín hữu là giáo dân. Tất cả chúng ta đều là tín hữu, tín hữu là người tin. Tín hữu là người tin, cho nên ai trong chúng ta đều biết trước được tội và chúng ta tín hữu, cho nên đều biết trước được tội. Tất cả chúng ta đều là những người phải nên đồng hình, đồng dạng với Chúa Kitô. Vì thế cho nên cái khía cạnh thứ nhất là khía cạnh Kitô, chúng ta là người đi theo Đức Kitô. Chúng ta là những người đi theo Đức Kitô, môn đệ của Đức Kitô, là những người tin vào Đức Kitô và xây dựng đời mình theo mẫu mực lý tưởng của chúng ta. Chúng ta được mời gọi đến thánh, nhưng mà Thiên Chúa là Chúa Cha là đấng vô thượng, Chúa Cha là đấng cao cả, con người không thể không đặt. Cho nên là Chúa Cha sai con của người đến trần gian này như một mẫu gương bằng xương bằng thịt, con người có thể chạm thấy được thì mới có thể bắt chước được. Còn nói cho bắt chước Chúa Cha làm sao bắt chước được? Thế thì Chúa Cha sai chúng con, sai con của Ngài xuống trần gian như mẫu mực của lý tưởng của chúng ta. Chính vì thế mà cái khía cạnh đầu tiên của đời sống tu trì đó là khía cạnh Kitô. Chúng ta đang là những người đi theo Đức Kitô và hòa lại nếp sống của Ngài
đồng để đời tận hiến tới chỗ đồng hóa hiến thân với Ngài, hòa lại cái nếp sống của Ngài. À, chúng ta thấy khi mà chúng ta sống ba lời khấn quốc âm, lời tuyên phúc là lời tuyên khấn mà chúng ta hòa lại thì đời sống của Đức Chúa Trời được nên giống Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là một người độc thân, Chúa Giêsu là một người nghèo khó hết mọi người nghèo khó trên thế gian và trên thế gian chúng ta thấy Ngài không có một cái gì, và Chúa Giêsu mẫu gương cho chúng ta về sự vâng lời. Chính vì thế mà khi sống ba lời khấn là chúng ta càng lên nên giống Chúa Kitô, nên giống Chúa Kitô. Vì thế cái cạnh thứ nhất là khía cạnh của Kitô làm cho chúng ta được nên giống Chúa, đồng hóa hiện thân ảnh chữ đấy nhé, đồng hóa để giống hiện thân là làm cho hình ảnh của Đức Kitô bây giờ trong hiện tại ở giây phút này ở đây đang hiện diện. Chúa Kitô không phải chỉ là một nhân vật lịch sử cách đây 2000 năm, nhưng mà Ngài đang vẫn đang hiện diện trong giáo hội có nhiều hình thức hiện diện, vì hiện diện qua bí tích thánh này, qua lời Chúa và hiện diện qua chính đời sống của mỗi người Kitô hữu. Vì thế mà chúng ta mang danh Kitô một cách đặc biệt những người sống đời sống thánh hiền. Vì thế mà khía cạnh thứ nhất là khía cạnh Kitô xin được nhắc lại, đó là chúng ta đang hoạt lại cái nếp sống của người đời tận hiến tới chỗ đồng hóa hiện thân với Ngài. Vì thế cho nên ngoài việc hoạt lại nếp sống thiết tịnh khó nghèo và phong phú của Đức Kitô thì đời thánh hiến còn xin tặng mầu nhiệm thập giá và phục sinh của người. Cho nên nếu chúng ta để ý và chúng ta thấy được, ý thức được, ý thức được thì chúng ta thấy đời sống của chúng ta đang phát hoạt lại con đường thập giá, thưa anh chị. Mỗi ngày nhìn đời chúng ta, ai theo tôi hãy tự bỏ mình, bắt thập giá mình mỗi ngày và cho tôi. Cho nên đời sống của chúng ta đang hoạt lại cuộc đời của Chúa Giêsu trong vui mừng cũng như trong đau thương, và hoạt lại thập giá, hầu nhiều thập giá cũng như hầu nhiều phục sinh. Mỗi ngày chúng ta chết đi với Chúa Giêsu để chúng ta cùng sống lại với người. Thánh Phaolô đã nói với chúng ta, thưa anh chị em, những giáo lý, những giáo huấn ấy rất là sâu sắc, và cuộc đời của chúng ta, cuộc đời sống của người phục sinh phát hoạ cuộc đời, phát hoạ chân dung của Đức Giêsu trong cuộc đời, phát hoạ chân dung Đức Kitô đau khổ, Đức Kitô trên đường thập giá và Đức Kitô phục sinh không dừng lại con đường thập giá hay là nấm mồ, nhưng mà Đức Kitô phục sinh. Chính vì thế mà trong cuộc đời của chúng ta vừa tìm thấy cái niềm vui của đời sống, nhưng mà vừa tìm thấy con đường thập giá, chúng ta lấy cái dòng các sơ là các sơ mới thấy ra, mới thấy ra điều gì thế nhỉ. Vì thế khía cạnh thứ nhất là khía cạnh Kitô, khía cạnh thứ hai là chiều kích ba ngôi như vừa rồi nói tới. Trong cuộc sống của chúng ta hòa trộn sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi là với chúng ta như Chúa Giêsu đã nói, và chúng ta cũng được làm tất cả, chúng ta đang làm tất cả mọi sự hiện diện dành cho Ba Ngôi. Trở lại với lời cầu nguyện rất là đơn sơ là làm dấu thánh giá. Có nhiều người chúng ta thì làm dấu một cái khẩu hiệu vội vàng và vô ý thức. Có nhiều người nói văn tắt là làm dấu, nhưng mà cũng nên nói cho nó đầy đủ là dấu thánh giá. Dấu thánh giá nó đơn giản mà ý nghĩa sâu sắc. Thưa anh chị em, chúng ta nhất là các cha thì giảng cho giáo dân về dấu thánh giá nhiều rồi, nhưng mà các sơ đôi khi cũng thấy được là ý nghĩa của dấu thánh giá như một lời cầu nguyện, như một lời tuyên xưng, như một lời đặc trưng, vì vừa là lời đọc, vừa là nội dung, vừa là hình thức cái thánh giá chúng ta phải chuẩn bị. Cho nên khi mà chúng ta cứ nhân danh cha bà con và thánh thần, xem ra ăn uống là một cái nhu cầu rất là thường của đời sống con người, nhưng mà cũng là nhân danh cha bà con và thánh thần đấy. Có nghĩa là một cái việc làm đơn giản rất là thường ấy cũng phải là nhân danh Chúa, cũng phải là mang chiều kích thiên nhiên, mang chiều kích siêu nhiên, và cũng phải nhằm để tôn vinh Chúa. Như lời Thánh Phaolô nói là tất cả các ăn uống ngủ nghỉ mọi việc đều làm để nhân danh, để tôn vinh Đức Giêsu, và cùng với Đức Giêsu tôn vinh Thiên Chúa Cha. Dù chúng ta làm một cái việc gì bình thường, khi chúng ta làm dấu thánh giá là tuyên dương đức tin để chúng ta làm những điều ấy, không phải chỉ nhân danh con người, không phải chỉ mục đích trần gian, nhưng mà làm tất cả những điều ấy là để tôn vinh Thiên Chúa Cha. Vì thế cho nên cái chiều kích thứ hai là chiều kích bàn ngồi.
sự hòa đồng với nếp sống của Đức Kitô đương nhiên bao hàm tương quan với ba ngôi Thiên Chúa, bởi vì Đức Kitô sống trọng tình con hảo với Chúa Cha. Khía cạnh ba ngôi của đời tận biến được quản diễn cách riêng khi bàn tới các giá trị của các lời nguyện phúc âm, lời nguyện phúc âm của đoàn sùng và của sự hiệp thông cộng đoàn. Vì thế cho nên chúng ta thấy ý tưởng mầu nhiệm ba ngôi được dàn trải trong suốt đời sống của người Kitô nói chung và nói riêng đối với đời sống của người tu sĩ. Nhưng mà ít khi chúng ta nghĩ tới điều đó, cho nên mỗi năm một lần, mỗi năm chỉ có một lần chúng ta sẽ làm lễ kính Chúa Ba Ngôi. Nhưng mà chúng ta chị em lễ nào mà không dâng kính Chúa Ba Ngôi? Có nhiều người nói là tại sao một năm chỉ có một lần lễ Chúa Ba Ngôi, lễ nào mà không dâng kính Chúa Ba Ngôi? Nhưng mà chúng ta đọc chính nhờ người mỗi người và trong và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Cho nên là người trong sự đồng nhất của chúng ta, lễ nào cũng là dâng Chúa Ba Ngôi, lời cầu nguyện nào cũng là tôn vinh Chúa Ba Ngôi. Và đồng thời mỗi khi chúng ta làm việc gì, chúng ta làm dấu thánh giá đều là nhân danh Chúa Ba Ngôi, không còn phải là nhân danh cá nhân mình, không phải nhân danh một tổ chức xã hội, một tổ chức văn hóa hay là một cái tổ chức chẳng thế nào, nhưng mà đều là nhân danh Chúa Ba Ngôi. Đó là khía cạnh thứ hai của người tu. Khía cạnh thứ ba là khía cạnh giàu. Chúng ta không thể là một tu sĩ ở ngoài giàu. Tông huấn cũng khẳng định là nếu không có đời sống thánh hiến thì sẽ không có giáo hội. Những cái câu vừa rồi tôi đọc, nếu không có đời sống thánh hiến, giáo hội sẽ trở thành một tổ chức khô cằn, một tổ chức hoàn toàn mang tính trần thế, trần tục. Đời sống thánh hiến làm nên vẻ đẹp, làm nên sức sống của giáo hội. Nhưng mà đời sống thánh hiến là ở trong giáo hội, thông qua giáo hội, hiệp thông với giáo hội và sống tình con hảo với giáo hội, để rồi làm thành một gia đình phong phú, có nhiều gương mặt, nhiều linh đạo, nhiều chiếc màu áo giàu khác nhau, ở nhiều khía cạnh khác nhau. Chính đời sống thánh hiến vừa là con cái của giáo hội, hoa trái của giáo hội, nhưng mà cũng làm nên sự sống này. Đời thánh hiến nằm trong bản chất thánh thiện của giáo hội. À, chúng ta biết là giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và công chuyện. Vì thế cho nên giáo hội diễn tả khía cạnh thánh thiện của mình nhờ các tôn sứ nam nữ, nhờ những người đồng hành sống đời sống thánh hiến của quá khứ cũng như hiện tại, để rồi khẳng định với thế giới trong tương lai giáo hội luôn luôn sinh ra những người con thánh thiện, và giáo hội mang cái đặc tính thánh thiện cũng như mang màu sắc thánh thiện, mang hào quang của sự thánh thiện, là nhờ các tu sĩ nam nữ đang ngày đêm âm thầm hy sinh để diễn đạt sự thánh thiện của giáo hội bằng chính con người của mình và qua những hoạt động của mình, nhằm để tôn vinh Thiên Chúa và làm cho sự thánh thiện ấy được lan tỏa trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Giáo hội có sứ mạng truyền thông Đức Kitô cho nhân loại, nhưng Đức Kitô không thể chỉ được truyền thông bằng ý niệm, nhưng còn bằng lối sống nữa. Ngoài ra, đời sống thánh hiến biểu lộ mối tình trung thủy của giáo hội dành cho Đức Kitô công vụ của mình. Ở đây chúng ta thấy cái đây là một cái ý niệm thực tế trong cách diễn giải đời sống của các tu sĩ. Các tu sĩ và những các nữ tu là những người sống độc thân. Vì thế cho nên hôn phu của mình, phu quân của mình chính là Chúa Giêsu, và chúng ta vẫn thường diễn tả qua các bài thánh ca rất là tuyệt vời. Khi mà một nữ tu khấn trọng là một nữ tu trọng Đức Giêsu là hôn phu của mình, là phu quân của mình, là bạn trong năm của mình, rồi để sống với Chúa, gắn bó với Chúa. Nhưng mà qua đó diễn tả mối tình giữa Chúa Giêsu và Hội Thánh, như là Thánh Phaolô đã nói khi Ngài nói về giờ về tình yêu hôn nhân nam nữ, bí tích của khối. Thì chúng ta cũng thế, chúng ta diễn tả mối tình giữa Chúa Giêsu với Hội Thánh qua đời tu của mình. Khi mà chúng ta sống giữa đời, chúng ta không lập gia đình, chúng ta sống bằng độc thân, không chọn một người nào làm bạn đời trăm năm của mình, mà chọn chính Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu, chúng ta thấy cái ý tưởng này đã có từ lâu trong giáo hội. Và nếu đọc về cuộc đời của Thánh Teresa ngày đọc Giêsu, thì Teresa diễn tả trong nhiều cái bài viết, trong nhiều luận văn của mình, để nói về Đức Giêsu chính là phu quân, là hôn phu của mình, là người bạn trăm năm.
Vì thế trong đời Thánh Hiến biểu lộ mối tình trung thủy của giáo hội dành cho Đức Kitô là hôn phu của mình, cũng như Đức Kitô là hôn phu của giáo hội như thế nào, thì chúng ta qua đời sống Thánh Hiến đang diễn tả sự trung thủy ấy qua chính sự hy sinh và qua sự độc lập của mình. Cho đến là cái khía cạnh thứ ba là khía cạnh giáo hội của đời sống Thánh Hiến, đời sống tu trì. Với tôi nói thường lấy các sơ dưới có buồn ngủ không biết không? Có nghe không hay là không? Tại vì thường thường ấy, mỗi một người phát biểu xong thì thấy người ta vỗ tay, bởi vì dưới vỗ tay cũng chưa chắc đã hẳn là hay vỗ tay được. Nói chưa xong, vỗ tay chưa hẳn là hay mà vỗ tay thì mừng quá hết rồi. Khía cạnh thứ bốn là khía cạnh truyền giáo mà chúng ta vừa nói, với cái khía cạnh hướng ngoại của đời sống tu trì. Sống khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta kết hợp với Chúa, chúng ta cảm thấy sự ngọt ngào của người tín hữu, của người tin Chúa. Chúng ta muốn thao thức để đem cái sự ngọt ngào ấy đến cho nhiều người. Người yêu mến Chúa là người mong mỏi cho Chúa được nhận biết nơi những con người khác và nơi những anh chị em. Vì thế cho nên việc hòa lại nếp sống của Đức Kitô đương nhiên cũng kèm theo việc hòa lại chót tâm tình của Ngài tận hiến cho việc phục vụ Đức Thiên Chúa. Nếu đời tu làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong mối tương quan với Chúa Cha và trong tinh thần phục vụ anh chị em, thì đời tu càng cho chúng ta thấy nỗ lực để thành hiện qua nỗ lực truyền giáo. Như Đức Giêsu là một nhà truyền giáo số một, như Đức Giêsu luôn luôn thực hành thánh ý Chúa Cha, và như Đức Giêsu đến để phục vụ con người, để đem cho con người tình thương của Thiên Chúa, chúng ta là những người nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu, thì chúng ta càng phải làm những điều ấy nhiều. Chính vì thế mà khía cạnh truyền giáo ghi rõ nét trong đời tu của chúng ta, kể cả trong đời sống chuyên nghiệp. Thì chúng ta lấy tên ra hài đồng Giêsu, một nữ tu dòng kín qua đời 24 tuổi, không hề ra khỏi bốn bức tường của Đan Biên, nhưng mà là bồng màng của các sứ truyền giáo, bởi vì Teresa mang trong mình một trái tim vĩ đại, một thao thức truyền giáo, một con tim cháy bỏng khát khao tông đồ và cầu nguyện cho các thầy truyền đạo. Chính vì thế mà khía cạnh thứ bốn của đời tu đang nói tới là khía cạnh truyền giáo, không phải chỉ là đối với các dòng tu, các tu đoàn, các tu hội đang sống giữa đời, nhưng mà đối với cả các dòng chiên lý. Bởi vì họ nên giống Chúa Kitô, thì họ thao thức để cho thánh ý Chúa Cha được thực hiện và thao thức loan báo của tình thương của Chúa đến cho mọi nền văn hóa và cho khắp tất cả mọi người, không chỉ một ai. Thao thức truyền giáo, khía cạnh truyền giáo làm nên vẻ đẹp của đời tu. Một khía cạnh thứ năm, thưa anh chị em, chúng ta đều biết đó là khía cạnh cảnh chung. Trong một cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu nói, khi con người ta được hưởng hạnh phúc đời sau, người ta không lấy vợ lấy chồng, nhưng người ta sống như các thiên thần. Cho nên đời tu của chúng ta sống giữa thế gian mà chúng ta lại không thuộc về thế gian, sống ngày hôm nay nhưng mà chúng ta lại thuộc về ngày sau, sống ở cuộc sống hiện tại nhưng mà chúng ta đã diễn tả một phần hạnh phúc thiên đàng qua bậc đồng thân và qua việc nên giống Chúa Giêsu, cũng như qua việc hiến thân để chúng ta vì hạnh phúc của anh chị em mình. Vì thế mà qua bậc đồng thân chúng ta hiến thân cho Thiên Chúa một trái tim không san sẻ, như Công đồng Vatican II nói với chúng ta về bậc đồng thân của linh mục và bậc đồng thân của tu sĩ. Trái tim của chúng ta dành trọn vẹn cho Thiên Chúa, và chúng ta cũng đang diễn tả một cách nào đó hạnh phúc đời sau, cái nhìn cánh chung, khi mà đến ngày tận thế, khi mà con người được hưởng hạnh phúc nước trời, lúc bấy giờ người ta không còn lấy vợ lấy chồng nữa, nhưng mà sống như các tinh thần. Đó là lời Chúa Giêsu nói. Vậy thì ngày hôm nay chính chúng ta là những tu sĩ nam nữ đang sống ở cuộc sống thế gian, sống giữa đời, và chúng ta đã diễn tả hạnh phúc nước trời.
không những chỉ qua bằng đồng thân nhưng còn qua sự hoàn toàn toàn hiến tận hiến cho Thiên Chúa để cầu nguyện tôn vinh Chúa. Chính vì thế mà đời sống mỗi một cộng đoàn tu trì, dù là cộng đoàn lớn hay cộng đoàn nhỏ, dù là cộng đoàn chiêm nghiệm hay cộng đoàn nào đâu, thì mỗi một cộng đoàn tu trì đều thấm đưa lời cầu nguyện và lời tôn vinh của Chúa. Chúng ta cùng hiệp thông với phục vụ Thiên Quốc để chúng ta ca tụng Chúa và cầu xin ơn lành cho chúng ta. Đó là cái khía cạnh cánh chung, nghĩa là tận thế, tận cùng của thời gian khi mà Thiên Chúa can thiệp để làm cho trái đất này biến đổi nên tinh tuyền và con người ta được gặp gỡ Thiên Chúa, không còn phải là trong gương mà mờ nhưng mà mặt sát mặt, bởi vì suốt đời chúng ta đã tin tưởng theo đuổi gắn bó và kết hợp với người. Và khía cạnh thứ sáu đó là khía cạnh thánh mẫu Maria, hiện chứng Maria của đời tu. Ai trong chúng ta đời tu thì cũng phải yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Chính Nữ, bởi vì Đức Mẹ là một mẫu mực cho chúng ta về hành trình theo Chúa. Đức Mẹ là mẫu mực cho chúng ta về sự hoàn toàn thông thuộc về Chúa, trọn vẹn thuộc về Chúa. Khi Đức Mẹ nói này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời Chúa dạy trẻ, Đức Mẹ đã dâng mình cho Chúa theo như là truyền thống Do Thái từ khi còn 13 tuổi, thuộc về những người con của những gia đình đạo đức. Qua việc dâng mình ấy, Đức Mẹ thuộc trọng vào Chúa, và ngày hôm nay chúng ta cũng cử hành thánh lễ Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thờ. Cho nên hình ảnh Đức Maria là mẫu mực cho những người sống ơn gọi thánh hiến, bởi vì Đức Mẹ được những ơn Chúa ban như chúng ta biết, được bốn đặc ân của Chúa ban. Đặc ân thứ nhất là đặc ân vô nhiễm linh hồn. Đặc ân thứ hai là Đức Mẹ được đồng trinh trọn vẹn trước khi, đang khi và sau khi sinh con. Đặc ân thứ ba, Đức Mẹ được lên trời cả hồn và xác. Đặc ân thứ bốn, Đức Mẹ được tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa, bởi vì Đức Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu và Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, cho nên Đức Mẹ được tôn vinh là Mẹ Thiên Chúa. Điều ấy được tôn vinh trong công đồng Ê-bê-xê vào năm 431 trong lịch sử của Giáo hội. Chính vì thế Đức Maria là mẫu mực chúng ta, là những người nhìn lên Đức Mẹ để học hỏi nơi Đức Mẹ. Đức Mẹ theo Chúa như thế nào, chúng ta nhìn thấy trong đường nhập giá có Đức Mẹ, đời sống ẩn giặc của Chúa Giêsu có Đức Mẹ, ở chân thập giá có Đức Mẹ, trong ngày phục sinh có Đức Mẹ, trong ngày Chúa Thánh Nhân hiện xuống có Đức Mẹ. Và Đức Mẹ vẫn đang hiện diện trong giáo hội, đặc biệt là Đức Mẹ hiện diện để nâng đỡ đời tu của chúng ta. Vì thế mà Đức Mẹ là mẫu gương cho chúng ta trong việc đáp lại tiếng Chúa gọi. Mỗi người chúng ta được Chúa gọi, và một ngày đẹp trời nào đó, qua hình thức này, qua hình thức khác, Chúa gọi chúng ta sống đời tu và ý tưởng ơn gọi nảy sinh trong tâm trí chúng ta. Đức Maria khi được Chúa đề nghị cộng tác với Chúa trong bầu nhiệm nhập thể, Đức Mẹ tay ông cờ băn khoăn không phải là Đức Mẹ nghi ngờ Thiên Chúa, nhưng mà Đức Mẹ đã hứa dâng mình để sống ơn trinh khiết trọn đời. Chính vì thế mà sau lời giải thích của sứ thần, Đức Mẹ đã thưa lời xin ơn, và chúng ta biết lời xin ơn của Đức Mẹ là một lời xin ơn tuyệt đẹp, và cũng là một lời xin ơn không phải chỉ được thưa bằng môi miệng lúc chủ đi, nhưng mà là lời thưa xin ơn ấy ban lên suốt đời. Đức Mẹ là mẫu gương cho chúng ta trong việc theo Chúa. Đức Mẹ chứng kiến những chống đối, những vất vả, những gian nan, đau khổ của Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Mẹ vừa là Mẹ nhưng Đức Mẹ cũng là một người muôn đời của Đức Giêsu. Khi mà chúng ta thấy Thánh Luca nói, còn Đức Maria thì ghi nhớ những điều ấy và suy niệm trong lòng. Đức Mẹ là người rồi Đức Mẹ là mẫu gương cho chúng ta trong việc thông dự và hồi niệm vượt qua đời tư của chúng ta. Như đã nói là một chặng đường thập giá, một chặng đường thập giá để chết đi mỗi ngày với Chúa Giêsu để sống lại với người. Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta trong việc thông dự và hồi niệm vượt qua khi Đức Mẹ đứng về trần thánh giá. Đức Mẹ đã can đảm đón nhận điều ấy, và đồng thời Đức Mẹ cùng hiệp dâng với Đức Giêsu để xin ơn tư độ cho thế gian.
và Đức Mẹ là mẫu phương cho chúng ta trong tình yêu phong yêu, tức là tình yêu sinh ra nhiều hoa trái. Đức Mẹ như Đức Chúa Trinh Maria là người mẹ cầu cầu cho cả thế giới yêu thương hòa bình, mỗi người tu của chúng ta cũng có một mời gọi của một trái tim quảng đại để cho một tình yêu không bờ bến để phục vụ con người như Đức Trinh Nữ Maria đã luôn luôn là người mẹ cầu cầu cho nhân loại. Vì thế mà cái khía cạnh thứ sáu của đời tu mà tôi đang nhắc tới đó là khía cạnh Maria hay là thánh mẫu học, nói theo kiểu như là ngôn ngữ của phương Tây là khía cạnh thánh mẫu học. Qua đó chúng ta nhìn lên Đức Trinh Nữ với lòng yêu mến, yêu hảo và với thiện chí phát chức Đức Mẹ. Thưa anh chị em, tôi đang nói tới sáu khía cạnh của đời tu theo tông vấn của thánh Phao Xoan Phao Lô Giao Hai Giáo Hoàng. Khía cạnh thứ nhất là khía cạnh Đức Kitô, khía cạnh thứ hai là khía cạnh Ba Ngôi, khía cạnh thứ ba là khía cạnh giáo hội, khía cạnh thứ bốn là khía cạnh truyền giáo, khía cạnh thứ năm là khía cạnh thánh chung và khía cạnh thứ sáu là vươn lên Đức Trinh Nữ Maria. Hy vọng mỗi người chúng ta trong đời tu tìm được những vẻ đẹp và niềm vui khi cố gắng sống tín điều mà mình đã lựa chọn, để rồi đời tu của chúng ta không phải là một cái ách nặng nề mà chúng ta phải lặng lẽ mang mỗi ngày, nhưng mà đời tu của chúng ta tràn đầy niềm vui bởi vì chúng ta sống hướng về Chúa, chúng ta hướng về đời sống nội tâm và chúng ta hướng về tha nhân với con tim yêu mến và với tâm tình quảng đại. Và chắc chắn trong đời tu của chúng ta còn nhiều gian nan, nhưng với lời cầu cầu của Đức Trinh Nữ Maria, với những cố gắng thiện chí để chúng ta nương tựa Chúa Giêsu, chắc chắn đời sống tu của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và niềm vui thật là lớn lao khi mà mỗi chúng ta đang nương tựa Chúa Giêsu và phát hòa lại thực hành của người sứ tử. Tôi xin cảm ơn sự tham quan lắng nghe và chia sẻ.